Hello, tôi đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng các bạn đang xem video của Tri Thức Quanh Ta. Các bạn còn nhớ ở video lần trước chúng ta đã đi tìm hiểu về nguồn viện trợ ODA và vốn ODA không? Tôi hy vọng là các bạn chưa quên đấy nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một loại vốn nữa bên cạnh vốn ODA có tên là FDA. Chà chà, sao lắm loại vốn thế nhỉ? Nghe cứ nhức hết cả đầu. Nhưng hãy nghĩ theo hướng tích cực lên nào. Càng nhiều nguồn vốn không phải chứng tỏ con người đang từng bước phát triển rất giàu mạnh đấy sao? Nhưng các bạn cũng đừng vội bỏ qua video này. Kiến thức về vốn FDA cũng khá là quan trọng đó nha. Hơn nữa, biết càng nhiều kiến thức mới thì cũng đâu có thiệt gì phải không nào? Ngược lại có lợi ích lắm chứ. Không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu ngay thôi. Thực chất FDA là viết tắt của từ Foreign Direct Investment, có nghĩa là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là hình thức kinh doanh của doanh nghiệp. Nền kinh tế này hoạt động trên lãnh thổ của nền kinh tế khác nhằm đạt được các lợi ích lâu dài và giành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp. Giải thích chi tiết hơn về FDA, Tổ chức Thương mại Thế giới đưa ra định nghĩa. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDA xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước, tức là nước chủ đầu tư, có được một tài sản ở nước khác gọi là nước thu hút đầu tư đi cùng với quyền quản lý số tài sản đó. Để tôi ví dụ một cách dễ hiểu. Có một ông đại gia nào đó ở Hàn Quốc muốn đầu tư vào nước Việt Nam ta, ông ấy sẽ tới Việt Nam mua một mảnh đất, thành lập công xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh, thuê lao động người nước ta và thu nguồn lợi nhuận từ đó. Hình thức đầu tư như vậy gọi là FDA. Thông qua ví dụ tôi vừa đưa ra, khái niệm về FDA đã trở nên đơn giản hơn nhiều rồi phải không nào? Tương tự như vậy, hình thức này không chỉ được thực hiện bởi một cá nhân mà còn có thể là một tổ chức đoàn thể. Từ trên có thể rút ra kết luận rằng vốn FDA có thể là dòng vốn của các cá nhân hoặc các tổ chức muốn đem đi để đầu tư vào các nước khác nhằm nâng cao lợi nhuận và mở rộng nền kinh tế. Nghe đến đây, chắc không cần tôi phải giải thích, các bạn có thể suy luận ra doanh nghiệp FDA nghĩa là gì rồi, đúng không? Đúng rồi đấy, doanh nghiệp FDA là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng nguồn vốn này là chủ yếu trong các hoạt động kinh doanh của mình, không phân biệt tỷ lệ vốn của bên nước ngoài góp là bao nhiêu. Miễn được nhận vốn đầu tư nước ngoài thì dù chỉ một đồng cũng được gọi là doanh nghiệp FDA hết đấy các bạn ạ. Trong thời buổi kinh tế hiện nay, loại hình doanh nghiệp này đang dần trở nên phổ biến. Các chủ đầu tư từ nước ngoài đầu tư kinh doanh theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và làm phong phú các mô hình kinh doanh đã có, tối ưu chi phí và lợi nhuận mang lại cũng như củng cố vị trí của chính họ trên thị trường. Tại Việt Nam, thông qua hình thức đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, chúng ta đã tiếp thu được rất nhiều những công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực viễn thông, khai thác dầu khí, hóa chất, điện tử và một số ngành sử dụng nhiều lao động, nguyên liệu trong nước. Có thể nói nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cùng các phương thức kinh doanh mới đã tạo ra sự cạnh tranh sôi động ngay tại thị trường trong nước, thúc đẩy từng doanh nghiệp trong nước phải đổi mới chất lượng sản phẩm và phương pháp áp dụng kinh doanh hiện đại. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim còn gì. Ok, để kết luận lại video ngày hôm nay, tôi sẽ nhắc lại những khái niệm cơ bản nhất giúp các bạn nắm vững kiến thức hơn nhé. Thứ nhất, vốn FDA là nguồn vốn của một cá nhân hay tổ chức đoàn thể nào đó của một nước muốn đầu tư vào nước khác thông qua mở xưởng sản xuất hoặc tạo dựng mô hình kinh doanh, quản lý tài sản. Thứ hai, doanh nghiệp FDA chính là những doanh nghiệp được nhận nguồn vốn FDA. Có thể thấy giống như ODA, FDA cũng là một nguồn vốn mang lại rất nhiều lợi ích to lớn. Như vậy, tôi và các bạn vừa đi tìm hiểu sơ lược về vốn FDA cũng như doanh nghiệp FDA. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều điều thú vị xoay quanh vấn đề này. Nhưng vì thời lượng video có hạn nên tôi sẽ nhắc tới vào lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tri Thức Quanh Ta. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like, share và để lại bình luận ủng hộ nha. Xin chào!